Và cái nguyên nhân cuối cùng ấy thì nó không phải là chết mỗi con trở đấy đâu bạn nhé, các bạn thay cái trở vào nó lại lổ tiếp. Chào mọi người nhé, thì hôm nay mình có nhận xưởng một cái bếp. Bếp này nó là bếp của Đức, thương hiệu là Chef này. Đấy. Cái này của Đức này, các bạn nhìn này, made in Germany nhá. Thì cái bếp này nó bị một cái lỗi, bây giờ mình sẽ bật lên thử nhá. Đấy. Khi giờ này nó đóng thì nó báo nó E6 này. Đặt nồi lên không có hiện tượng gì luôn này. Bật lên này. Không chạy luôn. Đấy. Bây giờ mình sẽ tháo ra xem là cái phần xử lý lỗi của nó như nào nhá, thì mình sẽ quay tiếp cái phần xử lý. Đấy thì cái bếp này nó có một cái hộp. Đây chính là cái hộp của nó này. Nhưng mà về cơ bản thì vẫn phải tháo cả cái mặt ra. Đấy thì chúng ta mới tức là tháo cả cái phần dưới đít này ra này, thì chúng ta mới có thể xử lý được. Vì nó có một cái điểm lồi ở đây này. Nó có một cái hộp. Hộp mà chứa các cái bo mạch rồi các thứ ở dưới này, còn trên này thì là mâm từ. Đấy, bây giờ mình sẽ tháo nó ra nhá. Đấy, có thể tháo thì nó cũng hơi phức tạp, nhưng mà nói chung là cứ phải tháo hết ra rồi mới xử lý gì mới xử lý được. Đây là cái bếp EGO này, điện 220. Thì với cái lỗi E6 trên cái bếp chép này này, thì đầu tiên đấy là mình tra thì nó báo là lỗi E6, tức là lỗi nhiệt độ đáy nồi cao quá, hay là cái cảm biến nhiệt độ đáy nồi lỗi, hoặc là khi mà đun nó nóng quá, nhiệt độ cao quá thì nó báo cái lỗi này. Thì đầu tiên đấy, khi mà gặp cái lỗi E6 thì chúng ta cứ giật hai cái cảm biến này, cái dây cảm biến nhỏ này này của hai cái mâm từ này ra, chúng ta đo nhé. Đó thì đầu tiên là mình đo con này trước này. Nó là 50K. Đấy. Thì cái dòng này là 50K, mình đo cả hai con xem nào. Con này là 52, tức là nó chênh nhau không nhiều. Như vậy thì có thể là nó không không phải lỗi điện trở đâu. Tại vì nếu chúng ta không xác định được cái điện trở của cái cảm biến này là bao nhiêu, thì các bạn cứ đo hai con như vậy. Đấy, thường nó chết hai con cùng một lúc là hơi khó. Có trường hợp đấy nhưng rất ít. Thì đo như vậy được 50K thì theo mình suy đoán là nó không phải hỏng cái cảm biến này. Và nó có thể hỏng cái đoạn nguồn cấp đến cho cái cảm biến. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra lại cái chân đấy xem như nào nhé. Đấy thì về cơ bản là ta cứ phải tháo ra đã nhá. Đấy thì như vậy là nhớ được nó ra rồi. Bỏ cái tấm này ra. Đây đi. Đó, đây này, vào đây. Chưa biết là lỗi gì hay không nhưng mà nhìn đây chỗ này đen xì rồi nhá. Đây. Nó đã có cái dấu hiệu của cái việc là phóng này. Mà không hiểu là nó có phải liên quan gì đến cái này không. Nhưng mà mình cứ tháo nó ra nữa. Ừ. Bò rất là đẹp các bạn ạ. Đúng là có thể nó là đứt thật đấy. Bò rất là đẹp. Các cái đường mạch rất là
chuẩn, đúng là hàng bếp từ của Đức thì nó làm tương đối là chuẩn. Đấy, chỉ có điều là cái chỗ này không biết sao nó lại đen thế này. Để xin qua đây cả. Thì cái bo này này là nó sử dụng cái phần mạch điều khiển là riêng. Thì cái đường này nó ra nó sử dụng cho cái mạch cấp nguồn cho điều khiển. Nhưng mà nó có một cái mạch tụ này này. Nó cấp qua các cái tụ lọc này. Đấy. Rồi là nó mới cấp đến 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 chân vào của cái chỉ lưu à. Đấy. Thì về cơ bản là nó chết cái phần công suất. Mạch điều khiển thì vẫn vẫn có nguồn nhá, vẫn được cấp nguồn, nhưng mà cái mạch mà qua cái rơ ne này. Rơ ne thì vẫn đóng nhưng mà nó nổ mất cái cầu chì. Cái con điện trở cầu chì ở đây. Đấy, thì nó không cấp nguồn được cho cái phần công suất. Và cái nguyên nhân cuối cùng ấy thì nó không phải là chết mỗi con trở đấy đâu các bạn nhé, các bạn thay cái trở vào nó lại lổ tiếp, mà là chết chết IGBT này các bạn này. Đấy, chết một vế nhé, vế bên này còn này. Đấy, thì là khi mà chập công suất thì nó sẽ dẫn đến là lổ cái cầu chì này. Thì bây giờ trước tiên là phải khắc phục cái phần công suất này trước này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ phải nhổ cái hai cái con đĩa chết này ra đã, để xem cái con nào nó chết. Chúng ta mới bắt đầu khắc phục của nó. Tháo ra hết rồi, bây giờ đo lại lần nữa đấy. Chết. Chết. Chết luôn cả cầu rồi. Đấy, chết khá là nhiều. Giờ kiểm tra lại cái driver xem nào. Đó thì tiếp theo mình đã mua ở trên Grab này, người ta vừa mới ship đến sáng này. Đấy, hai con mới tinh này. Mã của nó là RJH60F. Cũng phải cho một tí bôi tản nhiệt vào các bạn. Để giữ đúng cái trạng thái cái vị trí cũ ấy thì đến lúc nắp vào nó dễ. Còn con cuối đây này. Có thể nó hơi lệch một chút thì tí chúng ta chỉnh sau, nhưng mà cơ bản là các bạn để tương đối chuẩn một chút. Đấy, chỉnh nhẹ là ok nhá, chỉnh nắp nhẹ này ok này.
Đó thì được ba con rồi, còn con cuối cùng là con này hơi khó này, nhưng mà khó thì không có nghĩa là chúng ta không làm được, cứ đút vào này, ta làm từng bên một là cái gì cũng được. Bây giờ đây đây là con 2510 này, sẽ thay con 2510 này bà nhé. Hai năm một không, cái cầu cũ của nó là cái cầu đây chuẩn luôn đấy. Con này thì nó hơi đấy một chút này, ta phải cho chuẩn. Cho ngoài này trước. Đây, một bên nào. Con này thì nghe có vẻ nó dễ vào hơn, nó mỏng hơn hay mấy con kia mà ta vẫn phải cho tí keo vào nhá. Và nó truyền nhiệt tốt hơn xuống dưới mà. Rồi ok, bây giờ ta sẽ chỉnh qua một chút cho nó vừa luôn. Rồi đúng chân rồi, thì còn một cái bước nữa sau khi mà ta kiểm tra hết cái khối công suất rồi, bây giờ chúng ta sẽ đo thêm lại một chút về cái phần mạch driver của nó. Thì cái dòng này này, mạch driver thì nó dùng hai cái con, vì nó dùng mạch cầu H4GBT cho nên nó khác các cái dòng bếp đơn. Và nó dùng cái con IC này này. Con IC nó là con FAN7383. Đấy. Thì cái con này nó sẽ có bốn cái chân để đưa ra hai cái con IGBT này, hai chân G này. Cứ hai chân này thì nó sẽ đưa vào một chân G thông qua hai con điện trở này. Thì giờ chúng ta đo hai con điện trở này, hai con điện trở này nó ghi là 333 ohm thì phải. Thì chúng ta cứ đo thôi. Đấy như này thì ta đo thông mạch thì nó không không chuẩn được, mà chúng ta chuyển sang thang đo điện trở. Đấy, 34 này. Thì hai cái con cháy này nhá là nó sẽ không bị đứt này. Đấy. Bên này cũng thế nhá, bên này cũng có hai con này đấy, vẫn còn nguyên, thêm một con diode nữa. Đó, hai cái con này này để nó ghim, thì chúng ta sẽ đo hai con diode này xem nó còn sống hay không. Diode chúng ta chuyển lắp đo diode, đo như vậy là cơ bản là diode không bị chập đấy, không bị chập. Còn việc là chúng ta lắp vào xem nó có được không nữa thì chúng ta tính tiếp. Đấy, thì nó có thể nguyên nhân, nhiều nguyên nhân dẫn đến lỗi mà. Còn lại nếu mà chỉ do nóng quá mà chết IGBT thì như vậy là ok rồi. Bây giờ mình sẽ lắp vào nhé. Lắp vào thì bản chất là nó cũng không khó lắm được các bạn. Đầu tiên chúng ta cứ đút hết chân rồi. Đấy. Chỉnh làm sao cái chân này này. Đó, vào các cái lỗ trước này.
đấy nhá, và các cái lỗ trước này. Và cái lỗ trước này. Tất cả các chân luôn. Đây, chân này bẻ thẳng ra chút. À, mình có thể bóp cho nó thẳng chữ cái chân lại. Vì các cái chân này mà nó gãy là coi như ôi thôi xong nhá, rất là mệt mỏi đấy. Các bạn cứ lựa lựa thôi. Đây nhá, mình sẽ quay các bạn làm đây. Cái chân mới thì nó bao giờ nó cũng dài hơn. Chúng ta phải chỉnh vào trước. Mà cơ bản ấy thì nó chẳng có cái việc gì là dễ dàng cả. Mà việc gì cũng đòi hỏi làm nhiều thì các bạn sẽ quen thôi. Đấy, bây giờ nó vào, cơ bản nó vào như này rồi nhá, thì nó sẽ có sát ở đây này. Các bạn nhìn nó có cái khe ở dưới này nhá. Đấy, bây giờ nó vào sơ bộ như này rồi đúng không? Ta đẩy nó vào như này. Bây giờ cho vào cái khe này như này. Đấy, các bạn đẩy vào đây. Được, ta tống nó vào cái khe này. Đấy, tống hết cỡ vào, như vậy là nó im rồi nhá. Tôi chết rồi. Nó ra được thì nó lại vào được thôi. Đấy, các bạn thấy cái khe này nhá, khe này các bạn đẩy kịch vào này. Đấy. Cho nó im vào rồi đúng không? Nó im vào rồi. Đấy thì bây giờ chúng ta sẽ gạt các cái chân này cho nó thẳng lại. Gạt các chân nó thẳng lại nhá. Thế nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành hàn. Hàn chúng ta có thể kê cái giữa này vào. Đấy, chúng ta hàn. Có thể cắt trước khi hàn hoặc là hàn trước khi cắt thì tùy các bạn, nhưng mà mình cắt đi hàn cho nó đỡ bị, sau khi hàn nó đỡ bong. Đấy, chúng ta chỉ cần cắt sát như cái con cũ của nó đây này. Đấy, như này. Đấy, chúng ta sẽ giữ này một chút rồi. Đấy. Khác là nó ngon. À, bây giờ sẽ tiến hành hàn. Cho tí thiếc cho nó, à, cho tí nhựa thông cho nó hàn cho đẹp. Cái chỗ chân mát này nó hơi nâu nóng một chút này. Đấy thì về cơ bản là ngon rồi nhá. Bây giờ cơ bản là cái điểm này đã ăn hết rồi. Đó lại phát nữa xem nó có trong quá trình hàn lại đỏ phát thì thôi. Ok. Vậy là cơ bản là ngon rồi. Bây giờ là thì ra cái này nhà lắp, nhưng mà trước khi lắp ấy thì ở đây nó có một cái con cầu chì này.
Đấy nhá, thì sau khi mình sửa thì nó đã ngon lành rồi, nó chạy rồi, hết báo lỗi E6 rồi các bạn nhé. Quạt chạy rồi các bạn nhé, bạn nghe thấy tiếng là thấy tiếng quạt chạy rồi, như vậy là ok rồi nhá. Thì cái bếp từ mà hỏng công suất thì đấy là những cái phần mà mình đã sửa. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.